Ok, tiếp theo là một ca khúc Hãy Yêu Lấy Người bản karaoke, và vẫn hoàn toàn em không bật sub các bác nhé. Các bác có thể nhìn con đẩy bên dưới này, hai kênh vặn này, còn hai kênh bên này không dùng. Với giá là 12 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Khi các bác sở hữu được cái đôi này, người ta chỉ cần vào nhà là biết các bác là dân chơi, là biết các bác là một người biết và thưởng thức âm thanh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ.